quay đây, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình và team mình sẽ xây một cái bãi farm mấy con sâu ở dưới địa ngục. Chắc ông nào cũng biết mấy con sâu đó rồi. Thì để cho cái việc farm phụng nó dễ dàng hơn thì tụi mình sẽ xây một cái nhà bằng lava để cho mấy con sâu đó spam ra rồi lên đây farm luôn. Nếu nếu mà không được thì bà cử Minh Béo tới nhà từng bàn Liên quan vãi cứt. liên quan vãi rồi bà. Hãy cho anh một Nếu tí bà liên được quan. thì bà cử cái thằng nào mà chỉ cách này là bà cử Minh Béo lại hỏi thăm xíu. Được, cách này được. Vậy Cách được này không? Vậy là gì? sau khi các bạn chỉ thì mình đã lên YouTube coi mấy ông đó xây rồi cũng ok. Không được Thì thì bà cử Minh Béo lại già. đó, bây giờ là đang đào vô để tạo cái diện tích cho cái phòng. Đó, xây sát nhà luôn cho nó đẹp dai. Ok, bây giờ có nên đặt ra liền không hay là sao ta? Tự vào đi, đào hết cái block này đi. Đào đi, ta đặt ra trước cho nó vui. Ra cái Bây giờ bàn con mấy mấy sâu, ra mấy? con sâu. 1 Thì 2 3 chơi 4 5 6 7 8 9, đợi 9 rồi đó. xài găng tay lò này là mấy bao giờ sợ hư. Sao? 1 2 Ồ, bị nóng. Nóng thì bị gì? Nghe Đổ nước đi vô. đi trên lava bộ sao không nóng? Ừ, đang ở đây Không thời có áp tiết nó dụng trong khoa lành. học vô game gì hết mày. Mà cái lava này á, cái nhà này á chỉ xây được ở cái khu vực bình thường thôi, còn nếu mà xây ở băng là lỗ nó bị khô luôn á. Nó thành cái lava mà cái đất nó nứt nứt á. Rồi bây giờ test thử này. Test gì qua nãy coi YouTube rồi. Dung hòa lại không? Dung hòa vạn vật sinh sôi. Để đặt dung hòa vào sau. Bam ra là sau Thôi, 3 tao giây. nghĩ là một chỉ xây tới đây trước thôi, xây nhiều quá hồi nó spam ra nó đập cho mình sấp mặt luôn á. Tí nữa Bam spam ra. sâu ở đây á. Ừ, Rồi. nhưng mà Ok, mình sẽ đi farm chui cho béo đây. mình xây tường nhà hết cho nó khỏe đấy. Bây giờ mình sẽ đem Đi bedrock farm nữa mà ra. đi đâu xa. Ồ, thì kiếm sắt đẹp không thằng? Đó, thì sinh nhân xanh cầm kiếm sắt thì ghê không? Sinh nhân xanh ta phải cầm mấy kiếm kim cương Ừ, mà. để khoan để làm được Mấy cái năm cục kim cương đấy. để làm được cái cục mà trắng trắng như mình đang đặt ở đây thì các bạn phải phải đây cái cục này đó, thì nó cần đá thường rồi cái mật ong và cái đá Ê, tảng quăng kiếm sắt cái béo. đó. Quăng kiếm Mật sắt ong thì cái. đầu game mình đã nói với các bạn rồi, thì cái cách làm là bỏ Rồi, vô hai cái cái lò khóa nung kim á, cương nha. nung cái sáp là nó thành cái mật ong thôi. Có. Rồi, bỏ khóa kim cương cho. Ok, bây giờ là mình sẽ dựng cái tường Rồi, ở đéo bedrock này trả lên. đâu. Rồi, đéo trả đâu. Cái tường này ấy, Mẹ ai trả giết không? mẹ quăng quăng lậu thùng rác rồi. Thắng đạo đi mày, Tôi lầy quăng lậu thùng quá. rác mà. Cái bedrock này xây chủ yếu là cho đẹp thôi chứ chả tác dụng gì đâu các Gì bạn. vậy? Xây này cho nó đẹp Ôi. thôi chứ nếu Đẹp mà đặt quá. cái đá thường thì cũng chả ảnh hưởng gì tới nó đâu. Đặt lớp ngoài thôi Hy vọng vậy. cho nó Không. đừng có quá bật, nó đừng có Quăng hết spam. là ba tao đặt với mày. Chưa có đủ cái độ sâu Đúng mà rồi. ba. Ba lầy quá, chưa đủ độ Tao sâu, lỡ spam vậy trời. Đỡ ăn quá. chưa đủ chín ô mà. 1 2 Mấy ô 3 4 5 6 7 8 à 9 rồi. năm sáu tám Mà một chín ô nữa mới được, một ô nữa, một ô để tao đặt một cái dòng ngang nữa. màu mè quá. Mà tao thấy hơi nhỏ Thắng ơi. Kiểu này pam được bao nhiêu? Bam được bao nhiêu thì Anh cứ bam, gọi nó dù hết sao ra điện cao đi. béo nó bước chưa mới bước vô chưa làm gì chết ngắt rồi. Không có, nó không có, nó đâu có tự ra. Ê, nó tự ra mà nó ra ít lắm. Cái càng rộng thì mình farm càng nhiều. Nãy giờ chưa thấy con nào Đầu ra mẹ mới đặt có hai block à. bây giờ mới đâu nhiêu Ít đặt quá, mới nào tao nghĩ vô thêm nữa đi. à? Đặt Ờ, đào đi, đi béo đâu béo hút ra phụ đi. Hút sâu vô béo. tao hút cái tường này đi cao phòng nhiêu nghỉ cao nhiêu à cao nhiêu đó, cao tới tầm đó là được rồi, phòng nghỉ nè cao 4 là đủ rồi. Rồi ra tay hút đi. Nó vô cái khu này bắt đầu nó tối rồi đấy các bạn ơi. Bạn nó có đẹp. Ừ, mưa trời đen ơi, cắm quá cái đuốc kìa. Đu mấy vậy khúc thiệt, này nhìn nó người mới tới chắc cổ thôi mày à. dị và lợi. Giờ thời hiện đại ai dùng đuốc Hút đèn cắm à, mày dùng cái vô đèn kia kia kìa phải không? Ừ. Dùng giác cái đèn kia ông xài á Đèn
lơ lửng trên không luôn. Cái đèn à, màu xanh xanh nè. Đèn đích sáng đéo này. Đồ, vừa cắm cái đèn lên cái không khí nó sinh động hơn liền. Phải vậy. Phải vậy chứ. Xíu á, nào chơi làm kim cương không? Làm bơm như là kim cương chơi. Lấy ta làm kim cương chơi. Ok, chỗ này là lát mình sẽ đặt cái cửa. Hả? Đủ chưa, vậy đủ chưa? Chưa đâu, vô tới đi, mỏng lắm. Ôi. Nhiêu đây, ba mày được bao nhiêu? Rồi gấp đôi cái này á. Kiếm hết bay rồi. Thắng. Sư nhân xanh cầm kiếm hết bay. Đặt ra bớt đi. Rồi đặt đây là ba bay được. Ba tôi kìa. Ôi mẹ đi. Đâu đèn xanh đâu, À, nhìn áo dễ ba, nhìn nè. Đúng rồi, nhìn như cứt đi. Không, cái này xấu quá. Ôi. Tối om mẹ. Một lát quá giật nó bam ra, mấy thanh niên chuẩn bị cầm vũ khí ra. Áo dễ không ha? Anh Minh nhìn quả đèn xanh thằng nó làm mày. Trời má xấu quá vậy ba. Nhìn đau đầu phải liền đi. Nhiều mấy quán ba. Quá xấu. Vậy mà tưởng đâu là cái ánh sáng nó hiền hòa lắm. Mà đeo gì. Xài đèn dầu vẫn đẹp hơn mà không. À, không, tao thích cái đèn kia. Ơ vải đang quay tự nhiên. Báo lỗi. The fuck man. Không sao. Bình thường thôi. Sao không nào vô nữa cha. Nhiêu đây thì bam nó ít lắm, farm không có sướng. Mà đây giờ thấy con nào đâu trời. Chưa có xây xong mà cha. Còn xây cái tường nữa bé ơi. Còn cái tường nữa. Thằng ấy thằng bắt cua. Đâu. Bây giờ ta sẽ xây gì bé ba. Bye bye đồ. Bữa nào xây map bắt cua. Cái bé mấy thằng mà nó chơi Retiboshi mà nó chơi lâu á mày, nó xây nguyên cái hầm mỏ nó mày. Chứ sao? Game này ta chơi ta xây nguyên hầm mỏ luôn á. Xây đẹp luôn á. Cái đó là tận dụng cái quạt ba nó đẩy đi vô nhanh á mày. Tụi quá ai khai sáng coi. Tao nghe nói là tụi nó còn làm được mấy cái đường ray xe lửa tùm lum la đó. Đoạn đèn này. Ba block rồi này. Ôi một lát lên là một ồ ôi bedrock này tôi sợ không đủ quá rồi sao chưa. Ủa sao mày không xây cái tường này mà lava được mày thì đó lát mình chỗ đó mình xây lên thôi. Cái này để bao lớp ngoài chứ không quá giật nó chạy ra ngoài sao. Từ từ em xây cái đèn ở giữa đó nhá. Ê như cái tỷ lệ nó không được ok cho lắm. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, what the fuck man. Từ em xây cái đèn. Lẻ một ô rồi. Bánh lèo. Trời ơi, cầu thang nó liên quan tới cái tường dễ sợ luôn. Hơi kệ, nhìn cũng được. Sáng chưa, hình như là hơi lạnh. Không sao. Thắng, trời sao mày đào còn ô mày không đào mày. Lầy thế, thanh niên. Đào nữa hả? Thôi được rồi, để tao đào cho. Sao thế? Sao cái bàn tay này hút chậm thế? Vậy à, game này đâu có tốc độ đâu cha. Cảm giác nó chậm chậm ấy. Cảm giác hả? Cảm giác thôi. Đó chỉ là ảo giác. Cùi nó thế mà. Cùi nó khác. Á, nóng quá. Buồn. Cái này hỏng hỏng được cả giáp ấy, mẹ vừa đánh quái hỏng mẹ giáp. Gì ghê, cái này đứng trên lava bị hỏng giáp nè. Lên 3 ô đúng không? Lên 3 ô là mình phải xây cái này là 1, 2 này, 3 này. Và cái này phải lên một nhất nữa là 4. Rồi. Chết mò nó hết đá rồi. À sợ không đủ quá. Lên chậm ấy. Cái đá trắng nè. Hơn là nãy tao rách cũng nhiều á. Anh Minh xài giáp thường à? Giáp Oxygen đó cha. Oxygen, giáp Oxygen lên lửa nóng một lâu một mẹ. Rồi đá ơi, coi cái đèn này ra sao. À các bạn xây phụ đi, yếu lo xây. Ngồi đó cắm đèn, cắm đuốc. Đù má, cái gì đây?
mình xây đi America cho. Rồi, tao đứng vào mình xây rồi Minh. Cố lên. Cảm ơn. Tao đang ủng hộ mày. Để hút cái đèn đi. Thằng Thắng lấy là ba đặt lên đi, lên ba tầng đi Thắng. Mẹ mày lấy hết trơn là ba mà xin lỗi. Sorry sorry man. Thằng này lấy hết là ba của tao. Kêu tao đặt là ba. Thắng không được chửi bậy. Rồi rồi đó. Thắng không được chửi bậy mình nha. Mình nói mình kêu mình béo lại, mình thông mình hết các bạn. Thắng là không được chửi bậy. Quên nói với mọi người là cái lava này á hút bằng cách là lấy cái bao tay sắt mới hút được nha. Tại quỷ Thắng nó có cái bao tay rồi, còn tôi thì chưa có nên là giao cái nhiệm vụ này cho nó. Mày không có đẹp trai bằng tao nên là ông trời không, thiên nhiên không có ưu ái mày. Thiên nhiên cứt cụ xài hết của người ta rồi nói. Sổ nào mấy. Ba cái thôi nha Thắng. Còn trong này có xe không? Ủa xảy đó chi vậy cha? Ông nội cái tầng ở trong đây nè, có xe không? Ông nội béo rồi, ông nội béo đang xây gì kìa? Hả? Em xây lên đèn đó. Xây chứ, đèn tất cả đều phải lên ba ô. Ê, cái tầng nó đừng xây, cái tầng nó tao lót gạch mà. Hút đi, hút đi. Trời đang lấy găng tay sắt không thấy. Ồ, thủy sáng không? Khai sáng liền. Ghê. Cắm cái đèn xanh xanh cho nó nhìn nó thiếu, đẹp. Thiếu ít đó, thiếu. Thôi, cái đèn xanh xanh nhìn đau mắt mà cú. Không, cái này nhìn mình mẹ đi. Đi. Nhìn thơ quá. Đéo rồi. Nhìn như cướp đèn sáng sáng rồi. Cái này vô mà cái đèn. Trời ơi, sao cái lò farm nhìn gì nó bé tẹo vậy trời. Tụi bay có cảm giác đó không? Đúng rồi, tù túng quá. Thôi đi cha, con đó thừa. Mấy cha nội đồ mà làm biến ấy. Biến cái gì? Mà kêu xây bự lên đi không chịu. Tao nghi sắp hết rồi. Hết gì? Ba phải không? Ba tầng phải không? Ừ, dư luôn á chứ hết gì. Ở đây tao còn 72 cục nè. Tao sợ cái làm ít đèn coi. Tao sợ cái cục này của tao không đủ nè. Woohoo! Thôi mấy cái game này nó bui lâu hơn mấy rác luôn. Vậy thôi. Tao thấy cũng vậy mà. Ê trời ơi. Mày dẹp mẹ cái đèn đi nha Thắng. À cái cục bay bay đi nha Thắng. Má lầy vừa thôi ba. Tự nhiên đang đi. Đang đi nó cũng bay lên nữa. Thằng nào đặt vậy? Đâu đây rồi, ok cái bài bài đâu, béo hút cái dưới đây đóng tiêu rồi. Ở gần nhà mình á. Tự nhiên đi. Tự nhiên bay lên cái muốn lên nóc nhà luôn. Rồi, béo béo để đâu béo? Để ba đi, ô quạt đâu béo? Ai cầm gì đâu, what the fuck? Quạt để đâu? Quạt gì? Cái này á? À, cái này quạt à. Mình đặt một đống á, bố hút cái. Cái này hút từ lâu rồi. Điên à? Điêu gương đi. Mà mình muốn thử mẹ bay lượn không? Thôi biển đi, vô xây phụ nè. Quá nhiều thứ. Rồi sao mà đặt lộn mà Thắng ơi. Hút giùm tao cái Thắng, tao chôn sống mày luôn. Tao sẽ lộn ra ngoài kìa. Con ga lem mẹ. Gì? Con gì? Ga lem. Ga lem. Đèn ga. À cái đèn ga đó hình như là. Ủa cái đèn ga đó hình như là nó cạn quá giật ra á ba. Nè. Đọc thử. Ủa sáng vãi đấy. Khỏi nói rồi. Cái gì vậy? Ga lem, ga lem. Ôi, mày còn lava không vậy hắn? Tao còn đây có hai mấy cục sợ không đủ mày ơi. Tao còn năm mấy. Rồi gì đây? Đọc đi mày nghe, em không biết. Không biết in select nữa. In rít. In rít. Đây đủ rồi, vừa đủ luôn bay. Sáng sáng quái trưởng luôn. Thôi gì đặt cái đèn ở đây, hút mấy cái đèn này bớt đi ba. Để hút đó, để hút đây đi. Ủa này mày đưa tao gì đây? À đèn hả? Học đi xem có bị. Rồi giờ lắp tường ngang qua không? Ừ, chính xác. Cái trên cùng á. Cái gas lamp này là cái ánh sáng à nói chung là không có ảnh hưởng gì đến hết á. Trời sao cái tiếng nó nghe dội dội bên mic ông nội nè. Cái gì vậy Thang? Mày kêu tao đặt vậy, tao đặt vậy với ông đó. Ừ đúng rồi, đặt gì đó. What the fuck man. Sao hút qua đi, hút qua đi. Đặt cái block thứ tư á ông nội, ông đặt vậy là còn có 2 block à. Đếm lại coi phải không. Hay quá. Không có biết đếm đâu, toán là 4 phẩy à. Dạ, tao 9,8 nha, đùa.
Đặt ở trên cùng ấy, tao sẽ đặt thêm một lóc nữa cho chú. Đấy. Sao không các bạn? Sao không phải? Cái này có cần ấy không? Chặt thế. Cái bên này mà nhá, chặt quá. Cái sự lười biếng của thằng Thắng á. Khoan, lắp cái block này. Nó đi viện rất nữa. Nó cái block kia tao đặt ngang mày. Thắng không chỉ bậy. Đâu, mà bây giờ mày đặt thêm một cái dãy ở trên nữa. Rồi mày mới đặt ngang qua. Này như vậy nè. Đó, đặt ngang qua. Lắp cái đường bên này mình nhá. Ô tù quá. Ủa lắp cái gì vậy bé? Cái đường bên này nè. Đi ra đi vào nó cứ bị tụt xuống ấy. À. Mình chỉ bậy là do mà học từ bạn béo. Đi bạn béo chỉ xử thế thôi. Béo có đéo có địch mẹ. À, mình là từng nào là một học sinh gương mẫu. Rồi tao thấy bắt đầu là hình như là không đủ lava để đặt rồi đó. Đủ không? Tao còn bốn mấy cái nè. Chắc không béo đủ đâu. Làm đủ. Cái này chừng này là tao để ha. Cái này là tao để cái block này thôi. Mấy thằng Minh thân mến đặt cái tường vậy tao ra đặt mày. Cái gì? Đó còn một block kia. Trời ơi mày cũng làm tao nhảy xuống nữa, thiệt tình luôn á Thắng. Đi về. Ê béo. Ờ. Thôi được. Tưởng đâu không có. Tưởng không có đường đi lên. Đi ra đi vào có phải thế không? Không mẹ cứ tụt mẹ xuống cái khe kia. Lũ đạn cái hang lava này tao thấy quá giật nó không thèm spam ra đâu. Đừng, à mình sai nói những điểm xẻo thôi. Không có đâu, tại vì nó còn một cái lớp tường trên nữa. Đạn Thắng nó bích lại thì quá giật nó mới sinh sôi nảy nở. Bạn vật sinh sôi. Maybe mẹ chúng mình làm sai cách. Có đâu. Sao sai được. Nhanh lên mẹ, đồ BK sẵn sàng rồi. Đó, tại vì đặt xong nó băm ra liền vậy. Đùa. Phải 3-4-5 sao ấy. Mẹ. Nghe thế nói lấy giờ em đi BK rồi. Đi. Ôi rồi nó bay lên nữa. Thì cứ chờ đi, băm coi cũng không lâu lắm đâu. Làm ít lên nữa. Ở đây còn 4 cái đèn ga nè. Rồi, hết lava các bạn ơi. Hết luôn hả? Yeah. Rồi. Trời ơi, lại vậy. Bị các bạn à. Bây giờ mình hút 3 xị à. Tao nói hút 3 xị đi, không chịu hút 2 xị rưỡi. Chịu hút 2 xị, tao hút 2 xị nó ừ vậy đúng rồi. Cái đá. Tao hút dư 2 xị mấy luôn. Trời ơi, hết cái đá này luôn rồi, mệt mỏi tôi rồi. Đây là ông chỗ rồi. Trời ơi. Có siêu có đẻ view ấy. Hóa thành đẻ view không? Cái siêu gì? Lòng. Cái hóa thành cái. Có đẻ view không? Nghe nói hồi sinh khủng long gì mà chưa biết là sao nữa. Trên mạng đâu thấy nào hồi sinh khủng long đâu ba. Không biết đâu. Sinh con Godzilla là dữ lắm. Rồi không đủ rồi, thiếu mấy cục mới đau chứ. Mấy cục điểm mà mấy cục mày. Thiếu 2 cục phải đái. Cái Bedrocker thiếu 2 cục. Mẩm sao cái này dễ kiếm. Cái này cái đống này. Gì chứ. Gì chứ bé trap world là mình có nhiều. Rồi, giăng tay sắp hơi rồi. Ủa? Fuck, mới hút cái dài cục mà. Rồi, cái này hút đúng nhanh luôn à. Trời ơi, full luôn hả? Trời, nhanh vậy trời. Cái game này chơi hot giùm cho mấy ông nội này cho nên hút nhanh lắm bên ơi. Nhanh cái đá. Nhanh hút đi, tao có đâu. Nghèo vãi ra. Ủa cái thùng này làm gì ấy? Thùng rác à? Cái thùng nào? Cái thùng này nè. Ồ không biết cái thùng nó thùng gì mà phải nói dây điện vô á, hình như phải nói dây điện vô mới xài được. Hít. Cái chuyện là gác cũng cần dây điện nè, gác công nghệ cao. Cái cục đó là cần dây điện. Ủa cái đèn béo quăng cho mình nãy mình dục đâu rồi trời? À đây. Mãi sườn. Không cắm đèn bên trong à? Tối bỏ mẹ. Cắm chứ. Tự. Có tắt được không? Tắt chi? Chắc được. Không tắt được.
đèn gas là ba để ông nhìn sáng sủa. Vậy là được rồi mày. Yên tâm đi, lát mày lắp cái trên nó nhìn nó còn tù dữ nữa. Thấy cái này là tù lắm rồi đó. Cái điện là cái nào ấy? Trời vô đây đau mắt quá. Không mà thấy cái đó nó, tao thấy cái hang này có vẻ như là quá vậy, nó không thèm ra đâu. Khinh à? Đúng rồi. Ờ bé quá. Qua bố mày đi thèm ra. Ờ vậy cái cửa này làm sao đây nữa? À giờ đau đầu cái cửa này nữa. Cũng được, đặt kiểu này là nó sẽ bị dư một block. Kiểu này. Oh yeah. Có vẻ được á. Rồi, quá đẹp trai luôn. Rồi. Sao bám vậy? Quá đẹp trai luôn. Còn cái mái nhà thôi. Thôi kệ mái nhà cũng chả cần đâu. Chơi vậy cho nó bụi đời cho lớn. Trời ơi, cái hang to quá Thắng ơi. Cái gì mà úi giời ơi. Thiếu thiếu này đúng không? Thiếu chỗ này đúng không? Đặt đi. Ờ, còn thiếu hai cái lỗ trên đây nữa hay gì nè. Mình ngước lên trời hoài, mình cứ kiểu là mình ở đây mình mỏi cổ giùm nó. Mình ngước lên trời hơi mình cảm thấy mình mỏi cổ. Dù mình dòm như màn hình máy tính thôi mà. Đâu có mắt. Đây à. Ủa hên quá, tự nhiên nó còn 8 cục. Lung bằng thắng. Ôi, full rồi, ở đây lắp full rồi. Full rồi, sao rồi. Vậy là mình chỉ trang trí thêm thôi. À, số lượng em, ra đây quýnh lộn với anh phát nào. Có đâu. Hay kiểu tôi cũng không luyện trong lò bắt quái ấy. Ôi, các bạn lại nhiều quá. À, các bạn đóng cửa lại, anh mày luyện công nào. Chết lóng mẹ. À, trang trí vậy thôi, nhìn cho nó gothic. Đi ra, chóng mặt quá. Có con nào không? Cứ gì? Không vô đây chóng mặt thiệt ấy. Chóng mặt quá. Trời ơi, nhỏ quá, cái này phải mở rộng gấp 3 ra nữa ấy. Mày đái, vô đây là đàm muốn khổ rồi mà. 3. Thanh niên làm biến quá. Hơi tù, không biết quá giờ nó có ra không, thôi đi ra Thắng ơi. Tắt đèn đi. Hay là mình nói dây điện đi. Ê à. Ờ đúng rồi, tại sao mình lại không nói dây điện vô cái chỗ này nhỉ? Đèn này cho nó ra đi. Ủa cái gas này nói dây điện vô nó xài được không ta? Nó tắt đèn đi các bạn. Tắt đèn đi ngủ. Rồi. Tắt đèn rồi. Còn tôi hút mẹ hết đi, để cái giữa thôi. Ủa? Mấy cái đèn đâu rồi? Đã hút hết rồi. Đèn gì? Ờ vậy đi giờ vậy được rồi. Đừng có để sáng quá, nhức đầu lắm. Tắt chưa? Sao tắt? Bây giờ là... Lũ đảng xét. Rồi bây giờ là các bạn nhắm mắt lại chờ 50... Đóng cái cửa này và 500 năm sau là lũ mở ra sẽ thấy một con sâu. Kệ có con sâu màu xanh kìa. Có con sâu màu xanh âm sâu gút. Ok thì bây giờ đang là sau 500 năm thì bây giờ mình với lại thằng Thắng sẽ mở cái cửa này ra coi có gì bất ngờ hôm nay không. Đó, bây giờ mở cửa ra là chém nha, không biết có không nhưng mà cứ chém nha. Rồi mở đi Thắng. Tao báo mày là tao sắp chết rồi à. Rồi chết luôn nha. Nhà cái bên tao mở hả? Mày mở đi. Giết. Thôi con sâu nữa. Có, ê từ. Giết con này thằng ngu. Nó giết tao này. Giết. Ôi ba con nằm. Ba con nằm cá. Chết đu. Mạnh quá. Nhảy ra nó cháy Thắng. Ừ, đó. Thắng còn lót lụm đi tao hết slot rồi. Ba con luôn. Đủ má ghê vậy. Chết đi Thắng. Thôi tao hết máu rồi. Thắng. Ủa giờ sao ba con sao mình chơi lại. Ê rồi ngu. Em đang vẽ lẹo. Từ tao chết rồi, tao lụm đồ một cái nè, cover cái ơi. Cái tele mình trong đây nha, cái gì tele vô đây. Thôi chết đó ông nội. Lũ đạn
Đó, trời ra thêm con sâu nữa kìa. Ôi 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 ôi. Ủa kiếm sắt chém mấy con này không thấm mày. Để em oxygen thấm cái chết ba đặt lật lộ mày. Hút vô để hồi vô lộn cái bay đi đâu. Đóng cửa để hồi nó ra con nào. Bây giờ nó đùa nó quất béo. Chùm cuối ba. Rồi vô quất đây mở cửa quất đi. Chết thằng béo nè. Sao nó không đánh em? Đó đánh đó. Chùm nó sợ quá. Ủa sao nó không đánh béo mày? Ủa mà mình tới nó đánh mình mà. Ây da. Á đồ. Sao vô xanh nó sợ ba. Đi ra đi. Kè con béo thú giái kìa. Có đồ không? U, năm thủy tinh luôn, lượm đi. Ừ, lượm đi. Thơm. Ôi. Đó. Kè spam ra nữa kìa. Nói đi sang video các bạn. Ôi. Trung dân nó khác liền á, con này hai cái là chết. Sao con này tao chém không thấm, con này trâu lắm á ba. Đâu rồi? Chết rồi. Xẻo rồi. Ờ tao nói không, mấy cái chỗ này nữa đi cho nó bam nhiều ba. Tao nói rồi, mở rộng ra. Rồi. Em chó này. Chó này hay cực. Trời ơi, nãy giờ tốn máu phải liều. Này em đặt này ra đẹp lắm. Nè. Gì bữa nãy gì? Trời má, đây à tường kim cương phải không? Ừ, em đang hút được kia kìa. Ủa ghê vậy, có luôn hả? Ủa cái tường này làm từ kim cương ra hả? Em lên trời hút tiếp đây. Gì lên trời hả? Má bữa nào mình đi với. Nó xây nhà trên trời anh ạ. À, lầy. Nó không lấy zone mà nó xây nhà trên trời, nó để kim cương ở đây nè. Wow. Ồ, sẵn tiện giới thiệu các bạn cái hang mình nãy giờ mình đào, đúng không? Hang này mình lót cầu thang đồ ngon lành hết. Mốt là nhà mình sẽ farm ở đây. Còn hang kia là hút hết rồi, không còn gì để farm nữa. Đó, ở nhà bây giờ giống như là La Mã vậy ba. Ok, rồi. Tao bui cái nhà kia nha mình. Ok, đập cái nhà này trước đi. Đập cái nhà này trước để có chỗ trống. Chứ có nguyên liệu. Rồi ok. Ui, nhà lại hiện đại vãi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Yeah.